Vâng, em Tùng rất vui được gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong buổi tối live stream ngày hôm nay. Vâng, cả nhà mình đã ăn cơm chưa nhỉ? Bữa tối như nào rồi nhỉ? Để tiếp tục với em bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay chưa, cả gia đình mình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Khôi này. Chào thề anh chị quý vị mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Vâng, chào bác ạ. Chào Mào Nguyễn. Chào cả gia đình mình ạ. Thì hôm nay em Tùng với khung giờ quen thuộc 8:03 mỗi tối lại xin phép cả gia đình mình lên sóng live stream báo giá cho gia đình nhá. Ok, chào bác Trần Đức Anh vừa ăn xong đúng không bác Trần Anh? Vâng, chào bác Nguyễn Minh Dũng này. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Khôi cho những lượt tim này. Vâng, cảm ơn bác Đức Anh để lại lượt bình luận này. Vâng, anh chị quý vị ơi, bác nào mà vừa xem buổi live stream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, để không bỏ lỡ những buổi live stream báo giá bên em nhá. Vâng, thì hôm nay bên em có về một vài đầu sản phẩm mới đây để báo giá cho anh chị quý vị mình. Đây, 125 triệu đồng. Đấy, Genta 207 nhá. Đấy, nhà mình cùng quan sát em này. Anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì đang quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào, giá cả bao nhiêu tiền thì cứ mạnh dạn để lại phần bình luận cho em đi, để em được báo giá cũng như tư vấn cho anh chị quý vị mình nhá. Vâng, chào bác Vệ Nhung, chào bác Trần Duy Việt này. Chắc Nguyễn Minh Dũng, chào toàn thể anh chị quý vị như mình. Vâng, các bác ơi, đang xem buổi live stream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một lượt like này, cũng như 5-7 lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi live stream này hơn, để nhanh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi về ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ nhá. Đây, rất là nhiều đầu xe để phục vụ chị quý vị này. Đây, em xin quay một vòng chợ anh chị quý vị mình, nếu mà thấy ưng mắt em nào này, đấy, ưng mắt mẫu nào, bình luận luôn để em tư vấn trực tiếp luôn ạ. Vâng, chào bác Trần Nhật Thăng này, chào tất cả khách hàng đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Chúc toàn thể anh chị quý vị nhà mình có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng live stream này thì sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhé, cả gia đình ạ. Chào bác Bình Hoàng, hàng đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác Bình Hoàng rất là nhiều ạ. Chúc bác Bình Hoàng luôn có sức khỏe này. Qua buổi tối live stream ngày hôm nay thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi bác Bình Hoàng ơi. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Văn Phong rất nhiều này. Có xe rẻ không? Có xe rẻ bác Nguyễn Văn Phong. Bác Nguyễn Văn Phong ơi, từ 65 triệu đổ lên thì đã có xe để di chuyển nhá bác Nguyễn Văn Phong nhá. Vâng, cả nhà mình cho em hỏi hình ảnh âm thanh này đã rõ nét chưa nào? Nhà mình cho em ý kiến đi để em bắt đầu vào livestream báo giá những dòng sản phẩm đang có bên em ạ. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Trần Văn Việt. Ok, vâng, ok bác Trần Thu Hằng này. Đấy, cả nhà mình cứ để lại bình luận đi nhá. Nhận xét xem âm thanh ánh sáng này đã ok chưa để em đi vào báo giá là cả nhà mình ơi. Vâng, chào bác Lưu Quang Bộ. Vâng, thì em xin phép được vào báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Anh chị quý vị nào mà vào sau thì đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào thì cứ để lại bình luận cho em nhé, để em được tư vấn ạ. Vâng, chào bác Lê Kiên Định, cảm ơn bác Lê Quyết Định này, rõ nét rồi. Vâng, thì để bắt đầu buổi livestream báo giá ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, Thanh Tùng xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình mẫu La Chetti Cedric 2010, đăng ký năm bánh năm 2012, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình 255 triệu đồng. La Chetti Cedric sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, gương kính cụp xòe điện này, trang bị option cửa sổ trời trên cao này. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, vô lăng túi khí, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, 225 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng C này. Đấy, bản này là bản nhập Hàn xuất Trung Đông nhé. Bản này 8 túi khí này, 4 túi khí trên cột kèo, 1 túi khí trên vô lăng và 1 túi khí trên táp lô bên ghế phụ cạnh người lái này, 255 triệu đồng. Có sở Bắc không AD. Vâng, chào bác Thống Trần. Chào bác Trần Thăng, có nhiều xe đẹp quá. Vâng, xe đẹp long lanh. Bên em sở Bắc thì tạm thời là chưa có mẫu nào anh Thống Trần ơi. Đây, cùng phân khúc với sở Bắc nhá.
Thì em giới thiệu anh trước Matiz để anh tham khảo dùm em này. Đây, cùng phân khúc với Spark đây, Matiz SE 2008 này 65 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu ạ. Cho bác Dung Nguyễn có giảm không? Tất cả những đầu xe bên em báo giá cho anh chị quý vị thôi nhá. Anh chị quý vị mình đang ưng mẫu nào này, đấy trả giá trực tiếp trên buổi live stream ngày hôm nay với em. Nếu mà ưng được thì em sẽ ưng luôn, chốt luôn trên live stream cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây này, cùng phân khúc với Sở Bắc này, anh thống đàn tham khảo dùm em chiếc Matiz nhá. Matiz bản SE này 2008 này, đăng ký làm bánh năm 2009 này, 0.8 số sàn, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, những bác nào đang có nhu cầu này, tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, bổ túc tay lái khi mới có bằng này, chọn em nó để về đi. 65 triệu đồng thôi mà đã có xe tránh mưa tránh nắng rồi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình nhá. Ok bác, ok bác thống đàn này, bác nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gọi điện thoại lại cho bác nhá. Bác thống đàn nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác thống đàn rất là nhiều này. Bác Dung Nguyễn ơi, giá còn giảm nhá, bác Dung Nguyễn nhá. Vậy thì em xin báo giá lần lượt từ đầu sản phẩm hiện đang có bên em. Anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng nào thì cứ để lại bình luận đi, em xin review trực tiếp ạ. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến toàn thể anh chị quý vị nhà mình một chiếc Vivante đây. Đây em giới thiệu lúc chiếc Vivante này, em sẽ quay nội thất cho bác nhá. Đây, Vivante 2008 động cơ 2.0 số tự động. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 195 triệu đồng này. Đấy, Vivante Chevrolet 2008. Đấy, cửa tiền là 193 triệu đồng. La răng đúc lốp đáp đẹp sơn si chất này. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022 này. 193 triệu đồng, Vivante 2.0 số tự động. Đây em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị đang quan tâm chiếc Matiz này. Đấy, chiếc Matiz 2008 đây, em xin quay phần nội thất bên trong đây ạ. Nội thất ghế da, điều hòa lông lạnh hai chiều đây, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Đây bác quan sát cùng em này. Đấy, nội thất ghế da hai màu đỏ đen này. Đấy, đầu đàm hình theo xe nhá. 65 triệu đồng thôi. Đấy, chiếc xe tư nhân chính chủ Hà Nội, không dịch vụ taxi. Đây phần nội thất bên trong đây ạ. Em quay phần nội thất bên mé mé này đi cho bác cùng tham khảo nhá. Trời, chốt cánh bên trên rồi. Đây phần nội thất là ghế sau đây. Đấy, anh tham khảo cùng em chiếc Matiz này nhá anh nhá. Vâng, cháu Minh Vương thì bên em cam kết anh chị quý vị mình nhân đầu sản phẩm bán ra là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước này, không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Nếu sai thì đổi trả một một, không ưng thì hoàn lại tiền 100% cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Anh Ngọc, chào Văn Khương. Vâng, cảm ơn bác thống đàn nhé. Bác thống đàn cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi bác. Bác thống đàn ơi, có xe chống đạn không bác? Vâng, bên em thì lại không có xe chống đạn, tiếc quá anh Minh Vương ơi. Có Santa Fe 2022 không? Santa Fe 2022 thì tạm thời bên em chưa có bác Minh Vương nhá. Bên em không có đâu bác Minh Vương ơi. Vâng, chào bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc bác Khúc Văn Công một buổi tối vui vẻ này. Đấy, bác Khúc Văn Công vào chia sẻ cho em mấy lần bác Khúc Văn Công ơi. Vâng, còn Matiz 5 chỗ anh ạ. Còn Matiz đăng ký 5 chỗ nhá. Đấy, anh thống đàn cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Và cùng theo dõi em hết buổi livestream ngày hôm nay, để xem có chọn cho mình thêm được mẫu nào ưng ý không anh thống đàn nhá. Cạnh chiếc Vivante 2008 này, em xin tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị mình Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 5 chỗ ngồi này, 4 máy, với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 200 triệu đồng tròn. 200 triệu đồng tròn anh chị quý vị nhé. Đây, la răng đúc lốp đáp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất. Chiếc này thì hồ sơ đã cầm tay rồi, nên những thủ tục và sang tên đổi chủ bấm biển trong này thôi nhé. 200 triệu đồng tròn. Đấy, tháng 11 năm 2022. Anh Trần Văn Việt ơi, bên em không có dịch vụ là cho thuê xe tự lái anh nhá. Vâng, chào bác Lê Tố, chào bác Thanh Ngoan. Chào toàn thể anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Để ủng hộ cho ô tô đầu mối với Hải Dương, cả nhà mình hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn.
Để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến bên em nhé. Đấy, những dòng xe tầm tiền thôi, từ 65 triệu đến dưới 700 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Hoàng Đức Tài, chào Cường Nguyễn ạ. Thì ngay sau đây với cược tiền là 155 triệu đồng, em xin báo giá cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, chiếc La Chetti 2008 này, đăng ký và bánh năm 2010, 155 triệu đồng. Sedan 2 đầu, đây, phân khúc hạng B nhá. Cho xem loại dưới 200 triệu 7 chỗ. Ok bác ơi, em xin giới thiệu lốt trước La Chetti này thì em sẽ tư vấn cho bác Văn Long Lê ở dưới 200 triệu 7 chỗ nhá. Đây, La Chetti 2008 đây. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ vẫn nguyên bản theo xe, đăng kiểm thì còn dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 155 triệu đồng. 1.5 số sàn. Vâng, để em xin để lại hai số hotline của chỗ ô tô đầu với bên em nhé, cho anh chị quý vị cùng dễ quan sát ạ. Ok, hai số hotline thì em đã đại dưới màn hình này. Anh chị quý vị mình có gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đây anh ơi, 7 chỗ dưới 200 triệu đồng đây. Vivante 2009 đây. 2.0 số tự động này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo dùng em nhé. Vâng, bác Long ơi, bác tham khảo dùng em mẫu 7 chỗ dưới 200 triệu này này. Vivante 2.0 số tự động 193 triệu đồng. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi nhá. Giá còn thương lượng còn bớt được ạ, bác Long ạ. Vâng, chào bác ơi. Tần Nguyễn Tiền này, chào bác cơ khí Tuyên Thắm. Đẹp quá bác ơi, vâng, cảm ơn bác cơ khí Tuyên Thắm này rất là nhiều này. Vâng, bác cơ khí Tuyên Thắm cho em xin 57 được chia sẻ đi bác cơ khí Tuyên Thắm ơi. Vâng, chào bác Cao Biển ô tô, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Vâng, tiếp tục đây với một mỗi mẫu 7 chỗ tầm dưới 200 triệu đồng đây, nhà mình tham khảo cùng em này. Vivante Chevrolet 2008 này đây. 2008 động cơ 2.0 số sàn, 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 155 triệu đồng. Đấy, 155 triệu đồng 7 chỗ này. Đời bao nhiêu? Chiếc chiếc máy quay em này là đời 2008 này. Số sàn này, chiếc số tự động này đời 2009 anh Long nhá. Đấy, anh tư vấn giùm em mấy mẫu 7 chỗ dưới 200 triệu đồng này ạ. Đấy. Vivante 2.0 số sàn 155 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si, cột kèo còn zin. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Vâng, cảm ơn bác cơ khí Tuyên Thắm rất là nhiều này. Cho Vũ Vũ Quan Dũng này. Bác cơ khí Tuyên Thắm ơi, chúc bác Tuyên Thắm có một buổi tối vui vẻ này. Qua livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi ạ. Cạnh mẫu Vivante 2008 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một dòng xe tập lái này, 115 triệu đồng. Sedan 2 đầu phân khúc hạng B, La Chetti 2009, động cơ 1.6 số sàn, 115 triệu đồng thôi. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều Z boost mà chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Đấy, anh chị quý vị cùng tham khảo giùm em nhá. Ok bác đây anh ơi, nào mà bác có nhà thì cứ qua chợ ô tô đầu mối bên em. Có bàn bia này đấy, có bàn bia để phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Cạnh mẫu La Chetti 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị một mẫu Gentra nhá. Chiếc Gentra màu bạc, chiếc máy quay em đây, đời 2010, động cơ 1.6 số động. Đấy, với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng nhá. Một chiếc xe vô cùng đẹp này. Đấy, vẫn còn cứng cáp này. Thân vỏ này, máy số keo chỉ sơn si còn zin. 210 triệu đồng. 1.6 số động, la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới. Gương kính cụp xe điện, xi nhan trên gương. Đấy, 210 triệu đồng. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo mẫu này dùm em. Bác nào mà đang có nhu cầu tầm 200 triệu đồng này, chọn một chiếc xe số tự động này. Đấy, thân vỏ máy số keo chỉ zin luôn, cam kết anh chị quý vị nhà mình mà chỉ có 210 triệu đồng thôi. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng chốt này. Ok bác Nguyễn Viết Tùng, chúc bác Nguyễn Viết Tùng đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì có một buổi tối vui vẻ nhá. Qua làn sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi bác Nguyễn Viết Tùng ơi. Chào bác Trần Quảng, chào bác Quang Luận, chào bác Phạm Văn Dung, chào toàn thể chị quý vị nhà mình ạ. Chiếc máy quay đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu xe đến nhà Hyundai đây. Hyundai Getz 2010, đăng ký là bánh năm 2011,
với cược tiền của anh chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng anh chị quý vị mình cùng tham khảo cùng em nhé. Máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp, đăng kiểm còn dài. Tháng 12 năm 2022, động cơ 1.0 số sàn, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, mình tham khảo cùng em này. Nước sơn màu xanh rất đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên, 4 số, 1 chủ từ đầu. 135 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Hùng, chào bác Ngân Hà Xanh, chào bác Trần Quảng, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Mọi tư vấn và thắc mắc gì về xe cộ cũng như giá cả hoặc những thủ tục mua bán cứ để lại ở dưới phần bình luận cho em để em tư vấn trực tiếp cho anh chị quý vị mình ạ. Rồi, em đã báo giá cho anh chị quý vị mình khá nhiều đầu 4 chỗ rồi. Thì ngay sau đây giới thiệu anh chị quý vị mình một dòng xe 7 chỗ quốc dân đây. Toyota Vios, Toyota Innova 2008 đây. Máy số keo chỉ thì còn zin, 240 triệu đồng. Đây, bản G xịn nhá. La răng đúc, lốp láp đẹp. Đấy. Sơn si máy số keo chỉ còn thất. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Vô lăng này, đây vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. 240 triệu đồng ạ. Có con Xmander số tự động khoảng 400 không bạn? Xmander. Anh ơi, anh nhắn tin rõ rõ cho em xem xe gì nào. Xmander anh. Nếu mà Xmander thì tiếc quá, tạm thời bên em chưa có anh nhá. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like đi, cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm bên em đang có. Chào bác Đỗ Văn Nguyễn này, bán tải đi anh ơi. Ok bác Đỗ Văn Nguyễn ơi, có bán tải à? Đây để em xem bán tải đâu. Đây, bán tải đây. Forger 2009, hai cầu. Đây, hai cầu máy dầu. Xin gửi đến anh nhá. Đây, anh quan tâm em chiếc Forger này. Đấy, xe này mang nước sơn màu đen này, động cơ 2.2 số sàn. Với cửa tiền tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình 289 triệu đồng. Đây, nhà mình cùng quan sát cùng em nhé. Đấy. Forger 2 cầu máy dầu 2009, 2.2 số sàn. Đấy, bác tham khảo cùng em. Ok, em sẽ tư vấn tất cả những sản phẩm bên em có cho anh chị quý vị mình để lại bình luận nhé. Đấy, bác Đỗ Văn Nguyễn ơi, bác có quan tâm trước bán tải này thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Em sẽ gửi cho anh những hình ảnh video review trực tiếp nhất về chiếc bán tải nhé. Ok em ạ. Xpander tạm thời em bên em chưa có anh nhá. Vâng, chào bác Minh Bình, chào bác Đỗ Xuân Mương, chào toàn thể chị quý vị mình. Vâng, chào bác Văn Long Lê, nói lại con Innova hộ mình. Đây, em nói lại con Innova cho anh nhá. Đây, chiếc Innova bên em đang bán nhá, đời 2008 này. Đấy, đời 2008. Động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi, với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình 240 triệu đồng này. Bản này là bản G xịn này, la răng đúc này. Phanh DBS. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều rất buốt luôn, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Trang bị cả hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau nhá. Anh chị quý vị cùng tham khảo dùm em mẫu này này. Đấy. Toyota Innova 2008 này. Đây bác Văn Long Nguyễn ơi, bác tham khảo dùm em mấy mẫu Innova nữa bên em đang có này. Đây. Tiếp theo đây này, Innova 2011 này. Trước này thì trên fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em đã có video review chi tiết rồi anh nhá. Innova bản G 2011 với nước sơn màu đen. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 325 triệu đồng. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si. Còn zin luôn, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Đây. Đấy. Trước này thì bên em đã hồ sơ đã cầm. À, trước này thì mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt nhá. Tham khảo dùm em ạ. À, bác Đỗ Văn Nguyễn ơi, bán tải số tự động thì tạm thời bên em chưa có anh Đỗ Văn Nguyễn nhá. Tiếc quá. Anh cứ cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào bên em về bán tải số tự động thì em sẽ nhắn tin ngay cho anh ạ. Vâng, chào bác Vệ Nhung, chào bác Anh Ngọc, chào bác Đồng Thuận, chào bác Phan Quang, chào bác Ngô Lưu, chào bác Đất Trà Thái Nguyên, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây nhá. Đây, Innova 2011, 325 triệu đồng, anh chị quý vị mình cùng tham khảo giúp em này.
Cái chiếc Toyota Innova 2011 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình mình Toyota Innova 2008 này. Máy số keo chỉ, cột keo thì còn nguyên zin, 265 triệu đồng. Đấy, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều này. Đấy, dòng Toyota Innova này, mệnh danh là dòng vua 7 chỗ, anh chị quý vị cùng tham khảo nhé. Nội thất thì rộng nhất trong phân khúc 7 chỗ này. Điều hòa thì không có đối thủ, rét buốt rét sâu. Trước này là 265 triệu đồng, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em vài mẫu Innova 7 chỗ bên em đang có nhé. Vâng, chào bác Hình Lý này. Chào tất cả bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Anh chị quý vị nhà mình ơi, đang xem buổi livestream thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream này hơn, để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe đã qua sử dụng thì đến bên em ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Thị Sinh, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Cạnh ba chiếc Toyota Innova bản G rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Toyota Innova bản tiêu chuẩn nhé. Đây, xe thì được sản xuất năm 2008, đăng ký là bánh năm 2009, với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 175 triệu đồng thôi. 175 triệu đồng. Đây, một chiếc xe 7 chỗ này rất là rộng, rất là đẹp đây. Phục vụ mọi nhu cầu anh chị quý vị nhà mình, và cũng có thể là đá đưa dịch vụ để kiếm thêm thu nhập này. Nhưng anh chị quý vị nào mà đang quan tâm dòng Toyota 7 chỗ, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để em gửi những hình ảnh, những video review những sản phẩm anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Phùng Văn Điệp, chào bác Nguyễn Trọng Sơn, chào bác Nguyễn Văn Ngọc, chào tất cả bác vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Chúc đại gia đình nhà mình trên ba miền tổ quốc có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi cả gia đình mình ơi. Vâng, em lại xin giới thiệu đến chị quý vị nhà mình một chiếc Lacetti Cedric nhá. Bên em đang có hai chiếc Lacetti Cedric này, đồng giá là 255 triệu đồng thì nhà mình lại tham khảo tiếp này dùm em này. Lacetti Cedric 2010, đăng ký là bánh năm 2012, 255 triệu đồng. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, gương kính cụp xòe điện, xi nhan trên sườn xe. Là xăng đúc 17 inch 4 bánh nhá, 255 triệu đồng cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo. Giá còn bớt còn thương lượng được nữa tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, em cảm ơn tất cả những lượt like, những lượt chia sẻ anh chị quý vị nhà mình. Thì bên em vẫn livestream vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối. Gia đình mình vào khung giờ thân thuộc hãy vào ủng hộ Thanh Tùng nhá, ủng hộ chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Để em lấy em động lực phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Cương Thảo, chào bác Phan Lở, chào bác Huynh Sang, chào tất cả những hàng thân thương của em ạ. Thì ở phía bên này em xin báo giá cho cả gia đình nhà mình một chiếc Outlander nhá. Outlander Mitsubishi 2016, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc SUV đây, gầm cao máy thoáng đây. Đấy, rất là khỏe khoắn nhá, form dáng rất là khỏe khoắn và trẻ trung này. Mang nước sơn màu sáng bạc đây, 575 triệu đồng anh chị quý vị cùng tham khảo cùng em này. Chiếc này hơi mờ rồi, biển hơi mờ, 575 triệu đồng. SUV 5 chỗ này. Đấy, 2.0 số tự động. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng 5 chỗ gầm cao máy thoáng này, đấy, tham khảo dùm em chiếc Outlander này ạ. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016. Chào bác Phúc Bang Tinh, chào bác Nguyễn Mạnh, chào bác Phùng Văn Diệp, chào bác Ngoan Thanh. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Đằng sau chiếc Mitsubishi Outlander 2016 vừa rồi, tiếp tới đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một dòng xe quốc dân đây. Lồi đồng cố đá mà phá không chịu hỏng đây. Toyota Vios 2010, đăng ký là bánh năm 2011, với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 195 triệu đồng thôi. Xe đang ở đầu phân khúc hạng B, là răng đúc tam trang bị 4 bánh, xi nhan trên gương, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm còn hơn 1 năm nữa nhá. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 195 triệu đồng Toyota Vios xin gửi gia đình nhà mình. Đằng sau chiếc Toyota Vios vừa rồi, ngay sau đây em xin giới thiệu anh chị quý vị một nhà mình một dòng xe quốc dân đây. Kia Morning đây, một dòng xe máy số keo chỉ này, điện đó mình dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. Cờ tiền thì đang bày bán tại chỗ ô tô đầu mối bên em là 180 triệu đồng cho chiếc Kia Morning 2008, động cơ 1.0 số tự động này, nhà mình quan sát cùng em ạ. Xe này trang bị la xăng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn đẹp, phanh DS, xi nhan trên gương. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2012. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, mà chỉ có 180 triệu đồng thôi. Nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé.
Xe thì trang bị cả hai mắt cảm biến lùi xuống ở đằng sau đây, 180 triệu đồng, giá còn thương lượng còn bớt được cho gia đình nhà mình ạ. Vâng, ngay sau chiếc Kia Morning 2008 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình một chiếc Lancetti đây. Lancetti 2008 đăng ký là bánh năm 2010, với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, máy số keo chỉ sơn si thì còn rất còn đẹp, xin nhan trên gương la răng đúc đấy nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 155 triệu đồng cho anh chị quý vị đã quan tâm nhé. Quan tâm để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em để em tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tuân Nguyễn này, chào bác Hà Văn Liệu, chào bác Huy Hoàng, chào bác Đào Xuân Mương, chào toàn thể anh chị quý mình. Vâng, chào anh Trần Đức Anh ạ. Với cửa tiền 245 triệu đồng, anh chị quý vị là nhà mình đang muốn chọn cho mình một chiếc xe tư nhân chính chủ công dịch vụ taxi, một dòng xe lành này, từ máy số đến điện đóm này, tham khảo dùm em chiếc Vios nhé, Toyota Vios bản E 2010, với cửa tiền gửi đi lại gia đình nhà mình 245 triệu đồng đấy. Giá thì bao rút hồ sơ cho gia đình nhà mình nhé đấy. Máy số keo chỉ cột kèo thì còn nguyên zin, 245 triệu đồng Toyota Vios bản E. Đây còn rất là nhiều đầu sản phẩm để tư vấn đến đại gia đình nhà mình. Các nào mà đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến những dòng nào thì cứ mạnh dạn để lại bình luận cho em đi, để mà tư vấn ngay trên bước sóng livestream này cho cả gia đình mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Đinh Hữu Nghệ vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô ngày chợ đầu mối ngày hôm nay. Chào bác Phan Nở đây, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Cảm ơn tất cả những lượt xem và lượt like của gia đình mình ạ. Tiếp theo đây lại là Toyota Vios nhá. Anh chị quý mình đang có nhu cầu tập lái này, tránh mưa, tránh nắng này, tham khảo dùm em này này. Toyota Vios 2005, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, 135 triệu đồng xin gửi gia đình nhà mình nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp này. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh hai chiều, rét buốt luôn. 135 triệu đồng, sedan hai đầu rồi. Rẻ hơn cả SH đấy, cho anh chị quý mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Trần Văn Sơn, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Tuấn Nguyễn, chào bác Anh Ngọc, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Vâng, các bác ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì chia sẻ cho em nhiều một chút đi. Hoan hỉ lên, chia sẻ nhiều cho em Tùng đi, để lan tỏa buổi livestream này hơn đi cả gia đình mình ơi ạ. Vâng, nhà mình tiếp theo đây cùng tham khảo em một dòng hatchback một đầu nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu nhá. Đây, Hyundai Grand i10 2014, đăng ký là bánh năm 2017. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng. Đây, một chiếc xe đến nhà Hyundai đây. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi này. Máy số keo chỉ thì còn chất còn zin. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Những anh chị nào này, những bác gái nào mà vừa mới có bằng này, muốn bổ túc tay lái này, tham khảo dùm em chiếc Hyundai Grand i10 này. 195 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Sang, chào bác Anh Ngọc, chào bác Trần Văn Việt, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì có một buổi tối vui vẻ này, qua bước sóng livestream này. Hãy bình luận nhiều lên, hãy để lại những bình luận đi để em được tư vấn cho gia đình mình nhiều hơn nữa ạ. Đấy, còn rất là nhiều đồ sản phẩm đây để giới thiệu đến đại gia đình mình. Chiếc máy quay của Thanh Tùng đây, em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một chiếc Kia Morning. Đây, Kia Morning 2009, đăng ký là bánh năm 2010, nhập Hàn nguyên chiếc, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 195 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu Kia Morning. Cạnh mẫu Kia Morning vừa rồi thì em giới thiệu đến chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ nhé. Hyundai Grand i10 bản đồ 245 triệu đồng. Xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn mới, có phanh đi ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đề lổ sờ ta tốp này, vô lăng túi khí, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, xe này mang biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Máy số keo chỉ sơn si, nội thất thì còn chất còn đẹp nhá. 245 triệu đồng i10 bản đủ xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Vũ Ngọc Tiến vừa xem buổi livestream này. Chào bác Thanh Vân này vừa xem buổi livestream.
Chúc các bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho em một mẫu xe đi để em tư vấn cho cả gia đình mình ạ. Cành mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi. Tiếp tới với cửa tiền là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Ganta 209 sedan 2 đầu đăng kiểm còn dài miên man luôn. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng túi khí này. Đấy. La xăng đúc lốp đáp đẹp 135 triệu đồng. Vâng, 135 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Vâng, chào bác Quách Đế, chào bác Bùi Thế Chính. Vâng, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Cành mẫu Ganta 2009 vừa rồi. Vâng, nhà mình cùng tham khảo dùm em. Đây, một mẫu Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 bản đồ biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Bản đồ này, xe được trang bị la răng đúc, phanh DLS, lốp đáp mới, xin nhan gương, gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, đăng kiểm còn dài miên man luôn. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Một chiếc xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Đấy, cam lùi cam hành trình thì được trang bị đầy đủ rồi. Trang bị cả 4 mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau, 23 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2014 ạ. Đấy, nhà mình cùng tham khảo giùm em ạ. Không mọi thắc mắc gì về mẫu xe này thì cứ mạnh dạn để lại bình luận đi, để em được tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Toyota Vios màu vàng cát đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em với cửa tiền là 216 triệu đồng thôi. Hơn 200 triệu đồng một chút thôi, nhà mình cũng tham khảo rồi em mẫu Toyota Vios này nhá. Đấy. Sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất, la răng đúc tăm 4 bánh, lốp láp đẹp. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 này. Đấy, xi nhan trên gương 1.5 số sàn ăn đâu đó chỉ 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 km đường trường. Đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Trang bị công nghệ hộp số VVTi rất là tiết kiệm nhá. Xin nhan trên gương này. Đấy. Đã uống rượu đây thì đã uống rượu bia thì không lái xe đây, một khẩu hiệu vô cùng an toàn thôi. 216 triệu đồng anh chị quý vị mình cùng quan sát và cùng tham khảo dùm em mẫu Toyota Vios màu vàng này ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios màu vàng vừa rồi, em xin giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning đời cao đây. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy, với cửa tiền được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em đang là 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, xe đang mang biển tư nhân chính chủ 15A Hải Phòng đây. 215 triệu đồng, Kia Morning 2016 này. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em một chiếc xe 5 chỗ ngồi nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu quốc dân này. Những anh chị quý vị nào mà công nhân viên chức này, hoặc là công nhân với tầm thu nhập vừa và khá này, có thể mua em nó về này, phục vụ gia đình này. Đấy, 215 triệu đồng anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em nhé. Vâng, thì vừa rồi là vài mẫu hatchback một đầu này. Thì em xin có mẫu sedan 2 đầu nào ngon bổ rẻ để phục vụ anh chị quý vị nhà mình nhé. Cả nhà mình ơi, like nhiều lên, tim nhiều lên cả nhà gia đình mình ơi. Vâng, chào bác Hiếu Trung này, chào bác Trần Văn Sơn, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Vũ Kiên Cường, chào bác Hải Nguyễn Văn, chào tất cả anh chị quý vị mình. Đây, tiếp theo trước máy quay đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc sedan 2 đầu phân khúc hạng C mà chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Chevrolet Cruze 2011, form dáng mới, máy mới, 1.6 số sàn, 248 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Đây, ngoại thất bên ngoài đây, mang nước sơn màu đen rất đẹp đây. Na răng đúc 4 bánh, lốp lát thì mới cả dàn. Đấy, phanh đĩa ở hai bánh trước này, hỗ trợ phanh tăng trống ở hai bánh sau. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện. Đấy, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 248 triệu đồng. Máy số keo chỉ nội thất zin. Đấy, sơn xi zin này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Chevrolet Cruze 2011, anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em mẫu này nhá. Sedan đầu phân khúc hạng C, 248 triệu đồng. Chào bác Quốc Định, chào bác Trần Tuấn, chào Trần Tuyến Tiến Liên, chào bác Trần Văn Sơn, chào Đỗ Sản, chào bác Đức Vi,
Chào toàn thể chị quý vị mình. Chúc anh chị quý vị mình đang xem livestream ngày hôm nay thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi cả gia đình mình ơi. Cạnh mẫu Chevrolet Cruze 2011 vừa rồi. Tiếp theo đây em lại xin giới thiệu anh chị quý vị một số mẫu hatchback một đầu này. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm liệu, nhà mình cùng tham khảo rồi em nhé. Hyundai Grand i 2016 này. Đấy, đời cao này. 240 triệu đồng, nước sơn màu trắng này, lốp láp đẹp này, na sáng đúc. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhé. 245 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng cho gia đình nhà mình. Cạnh mẫu Hyundai Grand i 2016 vừa rồi. Tiếp theo đây, một chiếc xe nhập hàn nguyên chiếc trước đây. Kia Morning bản SLX này, bản đồ full kịch này. 235 triệu đồng, biển tư nhân chính chủ 29A Hà Lợi Phố đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh đầy đủ rồi. Nốp láp đẹp, phanh DMF, xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện. Này đây, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Tay lắm cửa, viền chân kính và vì che mưa thì được ốp lốc rồi. 235 triệu đồng, anh chị quý vị cùng tham khảo dùm em này. Đấy, ngoại thất bên ngoài thì vô cùng là sạch đẹp rồi. Nội thất bên trong thì thơm tho, mang về sẵn đi sẵn sử dụng cho anh chị quý vị nhà mình thôi. Đấy, bản SLX này, bản đủ full kịch này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, trang bị cả hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau. 235 triệu đồng, Kia Morning SLX 2010. Cạnh chiếc Kia Morning nhập hàn vào rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đây, Hyundai Grand i 10 nhập ấn 2014, đăng ký lăn bánh năm 2016, bản đồ full kịch này. La răng đúc 4 bánh, lốp lát thì mới có phanh đi ABS rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đề lỗ startup, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 245 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Anh chị quý vị nào mà đang muốn chọn cho mình những mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em tư vấn cho gia đình mình cùng tham khảo sâu hơn nhé. Vâng, ở đằng này thì em xin giới thiệu với anh chị quý vị nhà mình một chiếc Grand Charge đây. Hatchback một đầu 1.2 số tự động nhá. Đăng ký 5 chỗ ngồi với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 235 triệu đồng. La răng đúc 4 bánh, lốp náp đẹp. Đây, đấy, xin nhan trên sườn xe. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 này. Có cả option đây, option cửa sổ trời đây. 235 triệu đồng, nhập hàn nguyên chiếc 2010. Đấy, như mình cùng tham khảo dùm em một mẫu hatchback một đầu nhá, số động này. Cạnh mẫu Grand Charge 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình Kia Morning 2016 đây. Kia Morning 2016 mà chỉ có 200 triệu đồng thôi, nhà mình tham khảo dùm em này. Đây, la răng đúc lốp láp đẹp, 215 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất này. Vâng, chào bác Anh Ngọc, chào bác Vinh Ngân, chào bác Tuấn Phan, chào bác Hà Hội Hà, chào bác Quốc Định, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình trên ba miền tổ quốc có buổi livestream vui vẻ. Thì vừa rồi rất là nhiều mẫu xe với tầm tiền là loanh quanh 250 triệu đồng này. Thì tiếp theo đây với tầm tiền cao cao một chút này, em xin giới thiệu gia đình nhà mình 405 triệu đồng thôi. 405 triệu đồng một chiếc xe nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.4 số tự động Kia Rio. Vâng, Kia Rio với lớp sơn màu trắng trước máy quay em đây nhá. Nhập hàn nguyên chiếc 1.4 số tự động này. Xe này trang bị la răng đúc 4 bánh zin nguyên bản theo xe. Lốp láp thì còn mới, còn đẹp, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 405 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, chào cờ Huy Dương Văn, chào bác cờ Nguyễn Minh Hiển, chào bác cờ Đức Vi, chào bác cờ Nguyễn Khánh Toàn, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, chào mình ơi, bác nào đang quan tâm đến dòng Kia Rio này thì bên em đang có một chiếc màu trắng sứ rất đẹp nhá. Nhắn tin để lại số điện thoại cho em đi để được tư vấn cho anh chị quý vị về mình nhà mình về đầu sản phẩm này. Thì cạnh chiếc Kia Rio vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Accent
Accent Hyundai 2009, 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc, với cửa tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 170 triệu đồng. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp lát thì còn mới còn đẹp, biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Đấy, 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc, 170 triệu đồng cho chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Vâng, chào Quang Hợp, chào các con Vũ Đình. Vâng, các bác nào đang quan tâm mẫu nào bình luận lên màn hình cho em đi, đem được tư vấn sâu cho đại gia đình mình nhé. Tiếp theo đây, Gentrix 2010 xin gửi đến đại gia đình nhà mình. Gentrix 2010 đăng ký là bánh 211, 228 triệu đồng, với lớp sơn màu đỏ đô rất là đẹp, rất là hiếm này. La răng đúc được trang bị 4 bánh, lốp lát thì còn mới, có phanh đi ABS, xi nhan trên sườn xe. Đấy, đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Có cả option cửa sổ trời trên cao đây, option cửa sổ trời trên cao đây. Rất là đẹp này, rất là thể thao này. 228 triệu đồng, nhập hàng nguyên chiếc, 1.2 số rộng cho gia đình mình đang quan tâm nhé. Cạnh chiếc Kentra 2009, 2010 xin lỗi cả gia đình mình, 2010. Thì tiếp theo đây một chiếc sedan 2 đầu đến từ Nhật đây, giới thiệu đến cả gia đình mình này. Mazda 3, à xin lỗi, Mazda 626 2014, động cơ 2.0 số sàn, 145 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo xuống mẫu này. La răng đúc 4 bánh, nốp náp đẹp, có trang bị phanh đi ABS này. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Màn hình Android cỡ lớn mà chỉ có 145 triệu đồng thôi nhá. Nhà mình tham khảo giúp. Vâng, chào bác Lê Thúy, chào bác Đào Thuận, chào bác Hào Kiểu, chào bác Vinh Ngân, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Trước đây anh chị quý vị mình hãy cùng quan sát với em những mẫu hatchback một đầu em đang có đây. Hyundai Grand i 2014, 245 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, bản đồ full kịch này. La răng đúc lốp láp đẹp, 240 triệu đồng. Vâng, ngay đằng sau chiếc Hyundai Grand i 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu những sản phẩm chất lượng này. Tiếp tục lại Hyundai Grand i 2014, đăng ký là bánh năm 2016, với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. La răng đúc này, lốp láp mới này, có phanh đi ABS ở 4 bánh này. Đấy, gương kính cụp xe điện xi nhan trên gương, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm còn hơn 1 năm nữa. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023, 245 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho chị quý vị nhà mình đang quan tâm nhé. Vâng, chào bác Đức Vi, chào bác Thương Nhân Nguyễn, chào bác Anh Ngọc, chào bác Hào Kiều, chào bác Lê Thùy, chào bác Thuận Đào, chào toàn thể chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảnh mẫu Hyundai Grand i 10 thì hôm nay bên em có về một chiếc Kia Morning đây. Đây, Kia Morning 2008 đây, động cơ 1.0 số sàn. Xe được sản xuất năm 2008, với cửa tiền là 115 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị là đang quan tâm với mẫu xe tầm 100 triệu đồng này. Đấy, quan tâm dùm em chiếc Kia Morning 2018 này nhá, 2008 nhá cả gia đình ơi. Vừa rồi cạnh mẫu Kia Morning, máy số keo chỉ zin vừa rồi, thì em tiếp tục giới thiệu chị quý bình một chiếc Hyundai Grand đây. Hyundai Grand i 10 biển tư nhân chính chủ Hà Nội, 245 triệu đồng. Vâng, đầu Hyundai Grand i 10 bên em chỉ tầm là 195 triệu đồng cho option bản tiêu chuẩn, và 245 triệu đồng cho option bản full kịch này. Gia đình mình cùng tham khảo dùm em nhé. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, sơn xi, máy số keo chỉ còn chất, còn zin luôn. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, 245 triệu đồng. Vâng, chào bác Thang An, chào bác Vũ Đình, Vũ Đình Vũ, chào bác Thuận Nhân Nguyễn, chào bác Toàn Thủy, chào bác Hào Kiệt, chào Phạm Văn Dung, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Các bác ơi, đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, để lại bình luận cho em đi, để em được tư vấn sâu hơn cho gia đình nhà mình về những mẫu xe hiện đang có bên em nhé. Tiếp tục với cửa tiền là 255 triệu đồng, Kia Morning 2016 giới thiệu đến gia đình mình đây. Đấy, xe thì mang nước sơn màu trắng xứ này, cặp đèn pha và cặp đèn gầm phá xương thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Sơn xi, máy số keo chỉ còn zin thì gửi đến gia đình nhà mình. Đấy,
xin nhan tích hợp trên gương cương kính cụp xòe điện 255 triệu đồng, Kia Morning bản SD này, bản đổ phun kịch nhá. Xe thì mang form dáng đây, form dáng 2016, form dáng mới đây, rất là đẹp này. Cặp đèn pha dấu hỏi, biển tư nhân chính chủ, 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chữ tình. Đấy, đèn phanh nằm trên cao này. Đấy, đèn phanh nằm trên cao này. 255 triệu đồng cho anh chị quý vị là đang quan tâm nhé. Đấy. Vâng, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Thì vừa rồi em cũng lia máy quay hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em để cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo rồi nhé. Vâng, gia đình mình ơi, quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào, trực tiếp để lại comment đi dưới phần bình luận để em tư vấn sâu này. Hoặc là nhắn tin hoặc gọi điện qua hai số điện thoại 0347 701 777 hoặc là 0343 540 999 để em Tùng tư vấn 24/7 không kể thứ bảy và chủ nhật ạ. Vâng, nhà mình ơi, còn những thắc mắc nào thì để lại bình luận đi để em được tư vấn trực tiếp cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Trung Hiếu, chào bác Thượng Nhân Nguyễn này, chào bác Vinh Ngân, chào bác Lâm Phạm này, chào bác Trọng Nguyễn, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Vâng, thì vừa rồi em đi hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn những khách hàng thân thương đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Mọi ý kiến và thắc mắc thì cứ để lại dưới phần bình luận hoặc gọi điện cho em trực tiếp qua hai số Zalo nhé. Xin chào gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương vào khung giờ là 8:30. Nhà mình hãy cho em xin một nút like này, cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.